Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, đến với kênh Chị Dậu hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn phần tiếp theo, những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Ngoại tình với bố chồng của tác giả Diễm My. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với tập 7 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong quý vị nhớ bấm like, đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để ủng hộ cho Hồng Nhung và ekip của chương trình, cũng như để cho quý vị có thể cập nhật và đón nghe được nhanh nhất những tập tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện hấp dẫn này. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý đón nghe ngay sau đây. Nhanh giùm tôi, sao mà bụng tôi càng lúc càng đau quá. Hoa, gọi taxi tôi đưa đi viện đi, nhanh lên. Trinh là đang lo cho đứa bé, thật sự cũng không thể chủ quan được. Chị yên tâm, bác sĩ này là bác sĩ riêng của gia đình nhà mình. Trong cơn đau bắt đầu kéo đến, Trinh nhăn nhó hùm bụng. Không được, tôi đang có thai, mau đưa tôi đến bệnh viện, tôi xin Hoa đấy. Chị đau lắm à? Tôi đau lắm, Hoa gọi nhanh đi. Nó chần chừ giây lát thì bà Sáu đi vào. Thế Trinh nằm co tròn, bà liền hỏi. Trinh bị sao thế? Tự nhiên con đau bụng quá bà ơi. Trời ơi, không được rồi, mau đến bệnh viện kiểm tra xem, nguy hiểm lắm. Mày có đứng đờ ra đó làm gì, mau phụ một tay nào. Dạ vâng ạ. Họ tức tốc chở Trinh đến bệnh viện. Cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn, Trinh nhăn mặt chịu đựng. Vào trong, Trinh được đẩy ngay vào phòng cấp cứu. Con Hoa ngoài này bồn chồn đứng ngồi không yên khoảng chừng nửa tiếng. Nó nói với bà Sáu đi vệ sinh rồi nhanh chân đi chạy gọi cho Kiều Yến. Tôi đây. Bà chủ, con Trinh nó đau bụng rồi, đang nhập viện, bây giờ phải làm thế nào? Bệnh viện nào? Bệnh viện phụ sản ạ. Không sao đâu, Hoa cứ yên tâm, tôi sẽ liên hệ với một bác sĩ quen trong đấy. Hoa cứ bình thường như là không có chuyện gì. Vậy khi nào bà chủ về? Xong việc của Hải tôi mới về được chứ. Cô đừng lo lắng, đợi mọi chuyện ổn, tôi sẽ cho Hoa một khoản tiền. Lúc ấy sẽ có nhiều tiền rồi, không cần phải đi làm giúp việc nữa. Khi đó danh chính ngôn thuận mà bên cạnh Thế Hưng nhé. Nhắc đến Thế Hưng, mắt nó lại sáng bừng lên. Nó hỏi lia lịa. Cậu Hưng có khi nào về không bà? Mấy món quà cậu gửi con còn chưa dám đụng, đợi cậu về con mới dám mặc. À, bà nói với cậu là con nhớ cậu lắm nhé. Rồi tôi sẽ chuyển lời cho. Dì chứ Hoa mà làm em dâu là tôi ưng lắm. Vậy thôi nhé, tôi phải vào với Thế Hải rồi. Dạ, con chào bà. Nó vui vẻ ôm cái điện thoại đặt nơi lồng ngực. Cậu Hưng thật tốt, đã ở xa còn gửi bao nhiêu là quà cáp, nào là váy này, nước hoa xịn. Chỉ cần nghĩ chính tay cậu đã chọn cho nó là nó đã phấn khích vô cùng. Trần đời này cậu là tốt nhất. Nó hí hửng ra ngoài. Đến nơi thì bà Sáu mắng nó. Mày làm cái gì mà lâu vậy? Tưởng mày bị lạc rồi chứ. Nó ngồi xuống bĩu môi. Bà nghĩ con là ai mà lại đi lạc? Xì. Cho con ra nước ngoài, con còn ra được nữa, nó là Việt Nam. Mày ra nước ngoài làm gì? Biết đâu mai mốt con lấy chồng rồi sang nước ngoài sinh sống thì sao? Lúc ấy á, con sẽ gửi tiền, gửi quà về cho bà. Bà nhìn nó với ánh mắt ái ngại. Thật sự bệnh ảo tưởng của nó đã vô phương cứu chữa rồi. Mày có điên không hả Hoa? Ý mày là cậu Hưng cưới mày chứ gì? Tao đi guốc trong bụng mày nhá. Nó bị bà dội cho một gáo nước lạnh vào mặt, tức tối cãi lại. Sao lúc nào bà cũng bảo là con điên nhỉ? Con thì có gì mà không tốt chứ? Con đẹp, nấu ăn ngon, lại làm việc nhà giỏi, thế còn như nào nữa? Tao lạy mày, mày lấy bỏ cái lối suy nghĩ đấy đi. Mày thấy cậu Hưng có yêu mày không? Người ta là cậu hai của một gia đình có chức quyền, họ không chấp nhận một thân phận hèn mọn như chúng ta đâu. Sao chị Trinh đấy, nhà chị cũng nghèo khổ, còn bán vào đây để lấy cậu Hải. Sao giờ chị yêu được ông chủ, lại còn mang thai cho ông chủ chứ? Cái Trình nó khác, mày khác, không giống nhau được. Khác cái gì nào, bà nói con nghe xem nào. Con chả thấy khác cái gì cả. Con dù sao cũng là một người một dạ một lòng với cậu Hưng, chứ không như chị Trinh. Tự dưng bỏ đi đâu mấy tháng trời, giờ quay về nói có thai. Trời mới biết cái thai đó là của ai. Không chừng ông chủ đổ vỏ cũng nên. Mày đừng có mà nói luyên thuyên, việc đó không phải là của mày. Đừng có chuyện gì cũng xía vào, đến khi bị chửi rồi lại bảo là khó khăn. Bà làm sao nhở?
con ở với bà bao nhiêu lâu mà bà chẳng bênh con cái gì? Bà hết thương con rồi phải không? Tao không thương thì chỉ dạy cho mày làm gì? Nói đến đó có bác sĩ đi ra, bà ấy hỏi: ai là người thân của bệnh nhân? Con Hoa nhanh chân đến: tôi đây, chị bị dị vậy bác sĩ. Bố bị sảy thai rồi, chúng tôi rất tiếc. Cái gì? Sảy thai sao? Đúng thế, thai bị chết lưu. Chúng tôi vừa tiến hành hút ra ngoài. Hiện tại cô còn rất yếu, lại thêm bị sốc thuốc. Tạm thời phòng cách ly nên người nhà không thể vào thăm được. Chúng tôi báo để người nhà được biết. Tôi xin phép. Con Hoa mặt cắt không còn giọt máu, tái mét. Nó run rẩy đến khuỵu chân xuống nền. Sao lại sảy thai? Rõ ràng bà chủ nói thuốc đó chỉ làm con Trinh bị say sẩm chóng mặt. Sao lại đến mức như vậy? Nó lách thách vịn vào hành lang để đi. Bà Sáu gọi với theo: mày đi đâu đấy Hoa? Hoa! Nó mặc kệ. Giờ nó chỉ muốn gọi ngay cho bà chủ để hỏi. Một lúc lâu phải gọi đến cuộc thứ năm Kiều Yến mới bắt máy. Gì thế cô Hoa? Bà chủ. Sao bà nói là thuốc này nó không gây hại? Sao phải do con Trinh nó bị sảy thai rồi? Tính làm sao đây? Con sợ lắm. Ông chủ mà biết chắc sẽ xé rách con mắt bà chủ ơi. Bình tĩnh, nói cụ thể tôi nghe xem nào. Thì con nghe lời bà, đổi lọ thuốc của con Trinh thành lọ thuốc của bà đưa. Giờ nó đau bụng, bác sĩ bảo là thai chết lưu gì đấy. Con sợ lắm, bà mau nghĩ cách gì đi. Hoa cứ bình tĩnh nghe tôi nói đây này. Giờ tôi không thể về ngay được, tôi sẽ chuyển tiền cho Hoa. Tạm thời Hoa cứ lánh mặt đi một thời gian. Ở nhà tôi sẽ sắp xếp mọi thứ để tang vật đều hướng về con Trinh. Không được đâu, không được đâu bà chủ. Con đi thì khác nào con bỏ trốn, không được. Hoa không tin tôi sao? Tôi nói tôi sắp xếp được là được. Giờ mà để Thế Kiệt về thì anh ấy sẽ điều tra ra ngay. Hoa về nhà, gom một ít quần áo rồi mang ra ngân hàng rút tiền. Tôi sẽ chuyển cho 100 triệu nữa. Ngày kia tôi sẽ bay về giải quyết. Tôi sẽ làm cho con Trinh từ bị hại thành tự hại. Tin tôi đi. Thế con Hoa im lặng. Nó có vẻ xuôi xuôi, Yến mới nói tiếp. Hoa không tin tôi cũng được, nhưng Hoa phải tin Thế Hưng. Lọ thuốc đó thật ra là của nó đấy. Giờ mà làm lớn chuyện, truy ra là nó chủ mưu, thì nhất định ba chồng tôi sẽ cho nó nắm cổ phần trong công ty nữa. Lại ảnh hưởng không ít đến danh dự của nó. Biết đâu Thế Kiệt điên lên, anh sẽ kiện nó vào tù, rồi tương lai sự nghiệp của nó mất hết. Lấy gì nó lo cho Hoa? Hoa phải nghĩ cho nó, nghĩ cho đại cuộc chứ. Hoa nghe thế thì xuôi lòng rồi. Nó nhất quyết không để cậu Hưng có chuyện được. Tương lai của cậu cũng là tương lai của nó mà. Nó hỏi nhỏ: vậy bây giờ con phải làm gì? Hoa về chuẩn bị đồ đi, rồi tôi sẽ cho người đến đón. Nhanh lên. Được rồi, con tin bà đấy nhá. Ừ, cứ tin tôi đi. Mai đi Hạnh Phúc lại cảm ơn tôi không hết đi. Nói xong nó tắt máy. Bắt xe ôm về nhà lấy mấy bộ đồ với hộp quà của Thế Hưng vào vali rồi kéo ra ngoài. Với lúc có một chiếc xe sang trọng dừng lại, một thanh niên cao ráo hạ cửa xe nói với nó: cô Hoa phải không? Tôi là người của cậu Hưng đến đón cô. Nhanh lên đi, cậu đang đợi. Con Hoa nghe tên nó nói thì vui ra mặt. Ba chân bốn cẳng lên xe hí hửng nói: cậu Hưng đang ở đâu vậy anh? Đến giờ cô sẽ biết ngay. Bà Sáu đứng tần ngần hồi lâu vẫn không thấy con Hoa quay lại. Bà gọi thì toàn là máy bận. Một lúc sau thì không liên lạc được nữa. Bà bất an quá. Trinh thì đột nhiên bị sảy thai, con Hoa lại mất dạng. Bà đã bắt đầu hồ nghi. Tay bà run run gọi cho Thế Kiệt. Alo, tôi nghe đây bà. Cậu Kiệt, Trinh bị sảy thai rồi, tôi đang ở bệnh viện. Tại sao lại sảy thai? Cô đau bụng. Vào viện thì bác sĩ đã bảo sảy thai. Nhưng tôi thắc mắc là cô ấy không hề ra máu hay có gì cả. Sao lại... Cậu Kiệt, tôi xin lỗi đã không chăm sóc tốt cho cô ấy. Được rồi, tôi sẽ về sớm nhất. Bà cũng đừng tự trách mình, không phải lỗi của bà đâu. Còn Hoa đâu? Lúc nãy còn ở đây, không biết bây giờ đã đi đâu rồi. Tôi biết rồi, nhờ bà trông chừng cô ấy giúp tôi. Cậu kia, Thế Hải sao rồi ạ? Đã tìm ra hướng điều trị tốt nhất, tôi cúp máy đây. Vâng, chào cậu. Bà tắt máy, ngồi đấy, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trinh thì giờ cách ly không vào thăm được. Không biết con bé đã tỉnh chưa? Chắc nó sốc lắm. Có khi nào nghĩ quẩn không?
Tâm lý này em lại bất ổn. Bà muốn vào cũng không vào được, muốn an ủi cũng chẳng xong. Rồi còn con Hoa nữa, tự dưng nó lại bỏ đi trong lúc này. Nó làm sao vậy nhở? Tại Mỹ, Kiều Yến dù không được Kiệt cho đi cùng nhưng ta vẫn ngoan cố đặt chuyến bay khác, mò theo đến tận New York. Trưng một cái bộ mặt yếu đuối, đáng thương của mình ra mà nài nỉ bà Lan. Nào là máu chảy ruột mềm, nào là bà cũng là mẹ nên mong bà hiểu cho cô ta. Tình mẹ thương con vô bờ bến. Bà Lan thì miệng cứng lòng mềm, ngay ả khóc than một hồi bà cũng rung cảm. Thôi thì bà cũng là mẹ, cũng biết cảm giác con bị bệnh trong người đau đớn như thế nào. Và chỉ có mẹ là lo lắng nhất. Với lại thấy Thế Hải cũng mến cô ta nên bà đồng ý cho cô ta được phép ra vào thăm Thế Hải. Cũng vì chuyện này mà bà lại cãi nhau với Thế Kiệt một trận. Cái thằng gì mà lòng già sắt đá, không đồng ý. Nhưng dưới sự can thiệp của bà, nó đành tức giận mà đi ra ngoài. Mỗi khi có Yến vào là không có Kiệt. Nó chính là không muốn gặp cô ta dù chỉ là một phút. Thế Kiệt đột nhiên vào nói với bà Lan. Mẹ, con phải về Việt Nam gấp. Sao vậy? Công ty có chuyện gì hay sao? Sao lại về? Thế Hải còn đang chữa trị mà anh. Kiệt không thèm nhìn mặt cô ta trả lời bà Lan. Trinh bị sảy thai. Vậy thì càng tốt, khỏi mắc công xử lý. Ông trời thật là có mắt. Kiều Yến lên tiếng. Kìa, mẹ nói vậy anh Kiệt sẽ buồn lắm đấy. Dù sao cũng là con của anh ấy, cũng là cháu nhà họ Trịnh. Cô ta tuổi gì mà đòi mang thai cho Trịnh ra. Một con điếm được mua về thì may mắn là một con điếm, không biết ăn phận thủ thường mà lại còn đòi một bước lên mây. Không bao giờ có chuyện vô lý đấy. Mẹ, thế nào là con điếm? Còn không cho phép ai xúc phạm cô ấy, dù cho người ấy có là mẹ đi chăng nữa. Anh Kiệt, anh đừng cãi mẹ như vậy chứ. Kiệt quét tia nhìn qua Yến rõ ràng, ánh mắt đó đầy vẻ khinh bỉ. Cô im đi, việc nhà tôi không cần một người ngoài như cô can thiệp vào, nên biết thân biết phận một chút. Em chỉ là muốn tốt cho anh, chứ không có ý gì đâu, anh đừng hiểu lầm. Em tự biết địa vị của mình ở đâu mà. Không nói nữa, con đi đây. Thế Hải giao lại cho mẹ. Thế Kiệt, con đứng lại cho mẹ. Nghĩ sao mà con bỏ Thế Hải đây để về lo cho con đó hả? Nó chỉ là đang diễn kịch để lấy lòng con thôi biết không? Mẹ là mẹ, con là con. Thế Hải là con. Hai người là rất quan trọng trong đời con. Nhưng Trinh, cô ấy lại là chính người đi bên cạnh con suốt cuộc đời. Con không thể bỏ mặc cô ấy trong lúc này được. Hôm nay dù trời có sập, Trịnh Thế Kiệt con cũng phải đi, mong mẹ hiểu. Thế Kiệt, Kiệt. Mẹ đừng gọi nữa, anh ấy không quay lại đâu. Mẹ hiểu tính anh ấy quá còn gì. Xảy ra càng tốt, càng có cớ để đuổi cổ nó đi. Đợi tôi về Việt Nam sẽ cho cô ta biết cái giá của việc chống đối là gì, đồ cóc ghẻ. Yến cũng cười, nụ cười đầy gian nát. Cô không tin là không làm cho gia đình này một phen xào xáo. Tại Việt Nam, Trinh tỉnh dậy, mùi thuốc, mùi khử trùng sộc vào mũi đến buồn nôn. Trần nhà trắng cùng âm thanh rì rào của quạt máy làm cô thấy mình thật cô độc. Theo quán tính, cô sờ lên bụng mình, tìm kiếm mầm sông nhỏ. Chỉ là cảm giác thật trống rỗng. Bé con của cô đi đâu rồi? Đôi mắt cô ráo rác tìm ai đó, nhưng không một ai, không một bóng người. Không gian rơi vào trầm mặc. Cô bứt kim truyền cựa mình ngồi dậy. Cô phải tìm bác sĩ. Con của cô đó. Ra khỏi phòng, chị ngạc nhiên với quang cảnh nơi này. Rõ ràng đây không phải là bệnh viện, càng không phải là nhà Kiệt. Bốn bề là những món khóm hoa thi nhau đua nở dù là mùa đông khắc nghiệt. Cảnh vật thật khiến Trinh hoang mang cực độ. Chẳng lẽ cô đã chết, đã đến một thế giới khác? Nhưng không đúng, khi lấy tháo kim ra cô thấy vẫn rất đau mà. Như mơ hồ bần thần đến cùng cực. Cứ đứng đây mãi cũng không phải là cách. Trinh hít thở một hơi rồi dọc theo phía trước mà đi. Cô cứ đi thẳng, vừa đi vừa quan sát. Đây giống như là một biệt thự được xây cất để nghỉ ngơi. Nhưng là ở chỗ rộng lớn thế này mà lại không thấy người nào để hỏi. Cô đi một vòng nữa thì thấy một người phụ nữ tầm 50 tuổi. Cô vui mừng khôn xiết, đi thật nhanh lại hỏi bà. Cô cho cháu hỏi. Cô tỉnh rồi đấy à? Đây là đâu? Sao cháu lại ở đây? Còn cô là... Tôi là Diễm. Cô cứ gọi là dì Diễm như Thế Kiệt. Tôi là dì ruột của nó. Nhưng mà sao cháu lại ở đây ạ? Gương mặt dì Diễm bình thản ấy lạ. Dì tiếp tục tưới mấy lông hoa khoai sắc từ từ trả lời.
Cái đó Kiệt sẽ trả lời, tôi không tiện nói. Nhưng đây là đâu? Còn đứa bé trong bụng cháu? Dì Diễm đáp, nhưng tay vẫn hoạt động. Mẹ và khỏe, đều rất khỏe, không sao cả. Còn đây là nhà tôi, Đồng Nai. Mà theo tôi canh thì chưa đến giờ để hết nước. Cô tự tháo ra. Dạ vâng ạ. Cháu lo quá mà không thấy ai nên định đi tìm để hỏi cho rõ. Cũng không sao. Cô đợi tôi một tí, tưới xong sẽ làm cơm cho cô ăn. Trinh nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy ai nữa, liền hỏi dì Diễm. Dì ở một mình sao? Ừ. Thật nhìn dì Diễm cũng thật khó gần. Dì ít nói, ít cười. Trinh cũng không dám hỏi thêm nữa. Xong đâu đấy dì dẫn Trinh vào nhà. Trinh ngạc nhiên. Nhà lớn quá, dì ở một mình có buồn không ạ? Quen rồi. Mà cô vào đây ngồi đi, tôi vào bếp. Trinh thì quen lao động. Mấy hôm có Thế Kiệt ở nhà, anh cũng không cho cô làm việc gì nên cô cũng bứt rứt lắm. Nay được dịp cô nói, để cháu phụ dì nhé. Không cần đâu, tôi làm vài món đơn giản thôi. Người cô đã khỏe hẳn đâu. Ăn xong tôi lấy thuốc cho mà uống. Cô mà xảy ra chuyện gì, tôi khó ăn nói với thằng Kiệt lắm. Dạ, phiền dì rồi. Dì Diễm không nói, đi xuống bếp nấu nướng. Rất nhanh đã có một mâm cơm tươm tất. Trong lúc ăn dì bảo, ăn nhiều vào đi. Sau này sanh con kiêng cữ nhiều thứ lắm, lúc ấy lại thèm. Dì gắp cho Trinh cái đùi gà. Tự nhiên đi, đừng có ngại. Con xin. Dì Diễm đưa cho Trinh viên thuốc. Uống đi, ngày một viên. Trinh hơi chần chừ, chưa dám uống. Thật ra mà nói, cô chẳng bao giờ dám tin ai quá. Ai cũng khiến cô lo sợ. Thế giới này phức tạp. Cô biết, để tìm một người trao cả niềm tin thật là khó. Không phải lo, tôi là dì ruột của Thế Kiệt. Tôi không làm hại cháu tôi đâu. Thế Trinh vẫn còn lo ngại, tay vò vò viên thuốc, dì nói tiếp. Uống hay không thì tùy cô. Tôi không ép, có gì thì đừng trách tôi là được. Dì Diễm nói đến đó thì điện thoại di động của dì vang lên. Dì chìa ra trước mặt Trinh. Nó gọi đây này. Dì mở lên đưa gần cho Trinh để cho cô thấy Kiệt. Dì đây, về đến rồi đấy à? Thế Kiệt hình như là đang trên xe. Vâng, con vừa xuống sân bay. Cố đâu rồi dì, có khỏe không ạ? Dì đưa máy cho Trinh nói. Nói chuyện với nó đi. Kiệt thấy Trinh thì liền hỏi. Trinh, tôi đây. Kiệt, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tôi đang đến chỗ em, tầm một tiếng nữa sẽ đến nơi. Lúc ấy đến sẽ nói rõ hơn. Được rồi, tôi đợi anh. Tắt máy, Trinh trả lại cho dì Diễm, dì mới nói thêm. Hiền lành là tốt, nhưng đừng nhu nhở quá, sẽ bị người ta bắt nạt đấy. Cảm thấy không ổn, cứ vùng lên. Mình không bảo vệ được mình thì ai bảo vệ được chứ. Mạnh mẽ lên. Trinh hơi thừa người, có lẽ cô vẫn chưa hiểu hết lời gì. Dì lắc đầu và giải thích. Con Yến, vợ cũ của thằng Kiệt, không phải là dạng vừa đâu. Năm ấy khi nhà thằng Kiệt gặp chuyện, nó bỏ ngay đi theo người khác. Giờ lại quay về nhận con, chắc là có ý đồ dòm ngó tài sản. Thế Hải nó cũng có tên trong danh sách cổ đông. Chỉ tại nó khờ khạo quá, nên con mẹ nó muốn chiếm chát đây mà. Nhưng mà làm sao mà qua mặt thằng Kiệt được? Để rồi xem, coi nó muốn giở trò gì. Thôi, cô lên phòng nghỉ ngơi đi. Chút nữa Kiệt nó đến. Phòng bên trái đầu tiên, tôi sắp xếp sẵn rồi. Vào tắm táp, Thế Kiệt nó luôn thích sạch sẽ. Dì càng nói Trinh càng để ý. Dù là chị ruột của bà Lan, nhưng phong thái và cách nói thì hoàn toàn khác. Dì đơn giản nhưng vẫn sang trọng. Đặc biệt dì có vẻ không phải là người ưa lời hoa mỹ, nhưng từng câu nói này khiến người ta tin tưởng. Có thể thấy rõ dì không phải là người xấu. Trinh nghĩ như vậy nên cũng yên tâm mà về phòng dì nói. Vệ sinh một chút rồi lên giường nằm, thế nào mà cô cũng ngủ quên mất. Mùi đàn hương thoang thoảng, những cái ve vuốt dọc thân thể trắng nõn. Trong cơn mê, người Trinh vẫn phản ứng cực mạnh. Những mảng da nổi li ti hột nhỏ, khẽ giật theo cái vuốt sống lưng. Trinh từ từ mở mắt. Trước mặt là bốn bề tường trắng. Không phải là sự yên tĩnh của không gian tách biệt này, mà là Kiệt. Một Thế Kiệt bằng xương bằng thịt. Thế Trinh ngạc nhiên, Kiệt cười. Không mừng tôi về à? Anh về khi nào? Sao không gọi tôi dậy? Kiệt đáp nhưng đôi tay kia nào yên phận một chỗ, cứ tung hoành ngang dọc. Hơn 2 tiếng rồi, thế em ngủ ngon nên tôi không đành. Trinh lại ngạc nhiên thêm phen nữa. Hơn 2 tiếng? Không thể nào.
Tôi vừa mới chợp mắt thôi mà. Nhanh vậy rồi sao? Ừ. Đôi mắt anh Hà Tâm nhìn xuống một chút, rồi cố định nơi vị trí bầu ngực lấp ló sau chiếc áo ngủ trắng bằng van mỏng. Phải nói ở hoàn cảnh này, ít hầu của Tế Hiệt hoạt động liên tục, lên rồi xuống. Trinh cảm nhận sự nguy hiểm đang rình rập mình, lấy tay che lại. Thế Kiệt, anh đang nghĩ gì vậy? Nghĩ điều em đang nghĩ. Kiệt, tôi đang mang thai. Tôi biết. Vậy nên chuyện đó là không được. Kiệt nháy mắt, đôi môi đỏ cong lên hình vòng cung tuyệt hảo. Có lẽ do không có thói quen hút thuốc nên môi Kiệt mang một màu đỏ đặc biệt, cơ miệng lại thơm mùi bạc hà, thật khiến cho nữ nhân trước mặt nuốt một ngụm nước bọt. Trinh, tôi muốn quan hệ cùng em. Trời đất, cô cần phải nói huỵch toẹt ra vậy không? Anh ta có thể nói một cách dễ nghe hơn mà. Thế Kiệt, anh không thể nói ra nói tránh được à? Ai lại nói như thế? Trinh chính là đang đỏ mặt, bầu má chợt ửng hồng. Cô lảng tránh cái nhìn dung tục của Kiệt trò chuyện khác. Kiệt, nói cho tôi nghe mọi chuyện đi, đầu đuôi là như thế nào? Muốn tôi nói cũng được, nhưng phải đợi xem em còn đủ sức để nghe không. Dứt lời, anh ngang ngược không cho Trinh thương lượng, lập tức hòa hai bờ môi lại. Tốc độ không quá nhanh, nhưng chính là sự tàn thiết. Kiệt choàng tay qua gáy Trinh, ghì chặt một chút. Bàn tay còn lại mặc nhiên náo loạn, quấy nhiễu vòng eo 58. À không, 85 của Trinh. Từng ngón tay lướt nhẹ như con gió thoảng, thoáng một cái đã vén chiếc váy lên tận cao, để những mảng da được dịp khoe sắc. Ánh đèn vàng hắt thẳng xuống, càng nổi trội một lớp da màng mịn. Kiệt ra sức thâm nhập, xoa nắn bờ mông căng tròn. Một khắc, kéo luôn chiếc quần lót còn lại, quăng đi mất. Lúc này hơi thở của Trinh đã dồn dập. Kiệt dứt cánh môi ra, vén váy lên tận cổ, mơn trớn con mực to dần. Dưới cánh tay thuần thuộc của anh, chẳng mấy chốc, một bên ngực đã thình hành trăm vạn kiểu. Trinh thở dốc, lồng ngực nhô lên rồi hạ xuống, không thể kiềm chế được cái sự hoan lạc này. Những tiếng rên rỉ như chất xúc tác mạnh đến Thế Kiệt. Miệng anh mút mảnh đầu một chút, xoa tay mạnh hơn một chút. Giờ đây hai viên ngọc nhỏ đã hoàn toàn xe lại. Kiệt dù còn muốn ở lại vùng đất chập trùng kia, nhưng anh biết khi mang thai thì không nên kích thích nơi đây quá nhiều. Đành tiếc nuối mà cắn nhẹ một cái, di chuyển đến mảnh rừng đầy cỏ, dùng một ngón tay mà rà soát bên trong. Thế Kiệt đủ kinh nghiệm để hiểu Trinh đang muốn gì. Không hề chậm trễ mà lột phăng chiếc khăn tắm xuống dưới, nhanh chóng lấp đầy một nơi tư mật. Là của Trinh nhỏ, hai cửa vật kia quá to mà vô cùng chầy chặt, phải thật khéo léo kể mới đưa vào đồng nước. Hoa Nguyệt kia ôm chặt tiểu đề đệ, làm cái dây thần kinh của Kiệt hoạt động hết công suất. Cảm giác tê dại trỗi lên mạnh mẽ. Anh ăn chay bao lâu rồi mà được ăn mặn, cơ thể thật đã bị chi phối. Kiệt nhấp nhẹ nhưng đủ để Trinh đạt được khoái cảm. Anh không dùng hết lực vì Trinh của anh còn rất mới mẻ trong việc chăn gối, và lại cô ấy còn đang mang thai. Tốt nhất là vẫn nhẹ nhàng ở tư thế truyền thống, để mọi thứ luôn ở ngưỡng an toàn. Thêm vài nhịp nữa, khi ái ân đã hoàn luân, khi tiếng rên rỉ đã không nằm trong cửa miệng, cả hai đều leo lên tới đỉnh. Hồng Kiệt nhấp nhanh vài cái nữa, đồng thời phóng thích những tinh hoa của ái tình và hoa nguyệt hồng hào kia. Xong xuôi, Kiệt kê đầu Trinh lên tay mình, nghiêng người vào nhau. Anh vuốt dọc sống lưng trơn láng, nhẹ nhàng kể: mọi việc là do tôi sắp xếp hết. Trinh đã mạnh dạn mà ôm Kiệt, ôm thân thể cường tráng của anh. Hai cơ thể trần trụi làm được dịp cọ sát. Cự vật kia lại tiếp tục biểu tình. Trinh lo lắng: hay là mặc đồ vào đi, tôi thấy cái đấy của anh bắt đầu không ổn. Nếu nó ổn thì mới là không ổn. Yên tâm đi, tôi sẽ cho em nợ đến khi Cherry ra lời. Lúc đấy đòi cũng không muộn. Khuôn mặt kia lúc này thật kiêu ngạo. Trinh đánh nhảy vào người anh: ai thiếu anh chứ? Thế thì tôi nợ em. Trinh không thể hiểu nổi lý lẽ của Kiệt nữa. Đường nào anh ta cũng có lợi. Không đùa nữa, giờ em muốn nghe gì tôi sẽ giải đáp hết. Sao tôi ở đây? Rõ ràng tôi đang ở bệnh viện cơ mà. Là người của tôi đã đưa em đến đây, mọi việc đã được sắp xếp từ trước. Giờ chỉ đợi con rắn chui ra khỏi hang thôi. Rắn nào? Kiều Yến. Cô ta chính là chủ mưu mọi việc. Tôi đã sớm đoán biết sự việc, nhưng cô ta quá danh mãnh nên tôi đành dùng hà sách này. Chính là gầy ông đập lưng không?
Trinh trố mắt, thấy kết quả là lời hại. Vậy việc tôi bị đau bụng là thế nào? Chỉ là phản ứng nhẹ, không sao cả. Với lại tôi đã kịp thời đổi lọ thuốc của em, nên em và con vẫn rất an toàn. Kiệt càng nói Trinh càng không hiểu. Lọ thuốc gì? Chẳng phải mỗi ngày tôi đều uống một viên nhanh bào sao? Kiệt nói tay thì vẫn đều đặn khám phá. Người đàn ông này rốt cuộc có đang nghiêm chỉnh không vậy? Là Hoa đã đổi lọ thuốc tôi đưa em thành lọ thuốc giả. Tôi đã đi xem xét nghiệm kết quả có một hoạt chất dẫn đến thai chết liêng. Trinh sững sờ, không ngờ con người của Hoa có thể tàn ác được như vậy. Dù sao cô cũng là từng giúp nó một lần, nó không thể lấy oán báo ơn như vậy chứ. Kiệt nói tiếp, cũng may là tôi đã phát hiện và đổi lại lọ khác. Còn Hoa thì vẫn đinh ninh rằng em uống thuốc của nó, nên khi em nhập viện nó đã bỏ trốn. Sao ngay lúc biết nó đổi thuốc anh không vạch tội nó để khai trừ chủ mưu? Vì lúc đấy dù nó có khai thì nó vẫn không có chứng cứ. Thuốc là do nó đổi thì kết tội ai? Tôi chính là muốn chúng nó tưởng rằng em đã hư thai thật, để xem mục đích cuối cùng là gì. Xem ra con cáo sắp lòi đuôi rồi. Về tiếp theo anh định làm gì? Dĩ nhiên là phải diễn cho tròn vai. Chắc cô ta cũng đang bay về, thế nào cũng làm loạn lên một phen. Tôi sẽ mở sẵn đường, đợi kẻ giấu mặt kia xuất hiện. Thế Kiệt, anh ăn gì mà thông minh quá vậy? Tôi thật sự rất ngưỡng mộ. Kiệt véo nhẹ chiếc cằm của Trinh, gian manh trả lời. Tôi ăn em. Kiệt, đừng đùa như vậy chứ. Tôi không đùa, tôi rất ghét ăn lại một món, nhưng nhất định không ngần ngại anh em cả đời. Trinh nhìn Kiệt, đôi mắt cô long lanh ánh sáng, một giọt lệ bất giác tuôn ra. Cô chính là đang ngập trong biển tình hạnh phúc. Kiều Yến sau khi đáp chuyến bay về tới Tân Sơn Nhất thì liền bắt taxi đến Trịnh gia. Đôi môi đỏ rực kia hách lên một tiếng độc. Sau việc này cô có thể tự do mà sánh bước cùng anh ấy, cô quá ưa hài lòng. Bà Sáu đang hí hoáy dưới bếp thì Kiều Yến ngang nhiên đi vào à hỏi. Bà Sáu ơi. Ơ, cô Yến, sao cô lại? Cháu đến tìm anh Kiệt. Anh Kiệt đâu rồi bà? Bà chỉ lên lầu. Cậu ấy vừa từ bệnh viện về, hình như buồn lắm, đang nằm ở trên phòng kia kìa. Cô có muốn lên thăm không? Yến tất nhiên là không từ chối. Cũng được ạ. Phiền bà pha giúp cháu một ly cà phê cho anh Kiệt, cháu sẽ đem lên luôn. Được, cô đợi tôi. Của cô đây. Cháu xin. Cô Yến này. Cô dù gì cũng quen biết cậu Kề một thời gian dài, chắc là cô hiểu tính nết của cậu ấy. Cô lên đó lựa lời khuyên nhủ giúp tôi. Khi hay tin Trinh bị hư thai, cậu không chịu ăn uống gì, không khéo lại ốm mất. Vâng, bà cứ để cháu. Anh Kiệt, em vào được không? Em vào nhé. Yến nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đặt ly cà phê lên bàn. Thấy Kiệt đang đứng cạnh cửa sổ, cô ta tiến đến hỏi, giọng điệu ân cần. Anh, xem gọi anh không trả lời. Cô về đây làm gì? Sao không ở lại với Thế Hải? Con đã khỏe nhiều rồi nên em mới về. Anh, cô ấy sao rồi? Kiệt dập điếu thuốc, chỉ khi có việc gì nghiêm trọng anh mới đụng đến nó. Sai rồi. Sinh không ở lại với cô ấy, hiện giờ cô sẽ cần anh lắm đấy. Kiệt nhếch mép tự nhủ trong lòng. Diễn tốt nhỉ, nhưng tôi lại thấy nhiều diễn viên rồi Yến ạ. Không cần, đứa bé nó không còn thì giữ cô ta còn ních gì nữa. Kiều Yến lòng đã mở cờ, nhưng lại cố diễn vai một người hiểu chuyện. Sao lại nói như vậy? Cố nghe được sẽ rất buồn, dù gì anh cũng đã rất yêu cô ấy mà, phải không? Ai nói tôi yêu cô ta? Tôi chỉ vì nghĩ cô ta là rau sạch, lại mang thai nên muốn giữ cô ta lại. Giờ đứa bé đã mất, coi như hết. Anh ấy đang tức cái thai sao? Kiệt gật đầu thay cho lời nói. Không gian im lặng vài phút, Kiệt mở lời. Cô về đi, tôi mệt rồi. Yến biết cơ hội của mình đã tới, biết tâm trạng Kiệt lúc này rất thuận lợi nên liền từ phía sau ôm lấy tấm lưng của Kiệt à khóc. Anh, đừng đuổi em như vậy có được không? Cô làm gì vậy? Thế Kiệt, em biết em nói những lời này có thể anh sẽ không đồng ý, nhưng em buộc lòng phải nói. Em không thể che giấu cảm xúc của mình nữa rồi. Kiệt, em còn rất yêu anh, yêu như ngày đôi mình còn chung bước. Này mọi sóng gió đã qua, mình yêu lại được không anh? Kiệt không đáp. Cô ta nghĩ Kiệt đã thuận lòng,
bèn nức nở nói tiếp. Anh tin không, khi mười mấy năm qua em vẫn lòng vẹn nguyên, chưa bao giờ xê dịch. Em chỉ quan trong trái tim này. Thế Hải thì nó đã như vậy, anh không thể tuyệt tự tuyệt tôn được. Rồi anh lấy vợ, biết người ta có thương con mình thật lòng không hả anh? Biết người ta có hà hiếp con mình, hay khi có con họ giả vờ yêu thương, sau lưng lại ra tay hành hạ. Giờ mình quay lại, coi như cho nhau một cơ hội. Cũng vì thế Hải, cho con một gia đình trọn vẹn được không anh? Thế Kiệt chậm rãi trả lời, giọng anh chứa đựng sự phân vân. Kiều Yến, tôi cần suy nghĩ. Yến nghĩ mình đã làm lung lay được Kiệt, cô ta thừa thì. Thật ra em có chuyện này muốn nói với anh, liên quan đến Trinh. Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không biết có nên nói không. Có gì thì cứ nói, cô biết tính tôi không thích úp mở mà. Yến buồn bã. Hôm em đi chung với Hoa đến bệnh viện, nghe Hoa bảo hình như Hoa không thích Trinh cho lắm. Chắc là do Thế Hưng có ý với Trinh nên đâm ra nó ghét. Em đang nghi chuyện Trinh sẻ thai có liên quan đến nó. Anh hỏi nó thử xem. Kiệt chợt cười nhẹ. Cô ta đúng là xả quyệt. Giờ Hoa đi mất rồi, cô ta nói gì chả được. Sao cô không nói sớm? Giờ Hoa đã trốn rồi. Yến tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao lại trốn? Chẳng lẽ thật sự là do nó làm? Em thật không ngờ con Hoa nó lại thâm độc đến như vậy. Đến đứa bé trong bụng cũng không tha, thật là ác mà. Thế Kiệt, bây giờ phải làm sao? Làm sao? Tôi chẳng muốn làm sao cả. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Khi vì cô ấy mà phải đấu tranh với mẹ, với cả Thế Hưng nữa. Buông thôi. Anh tháo tay Yến ra, nhàn nhàn đi lại giường, cầm tách cà phê lên chỉ ra cửa. Đóng cửa lại giúp tôi. Yến cố tình nghĩ sai lệch ý của Kiệt. À đến chốt cửa, khóa trái ướn ẻo đến chỗ Kiệt. Anh chào mày. Cô làm gì vậy? Tôi bảo cô ra ngoài và đóng cửa lại giúp tôi. Yến tự tiện ngồi ngang đùi của Kiệt, bàn tay thon nhỏ mon men vòng ngực của anh, buông lời đưa đẩy. Anh Kiệt, em sẵn sàng sinh con cho anh. Chỉ có em mới hiểu anh thích gì nhất. Em sẽ làm anh giải tỏa mọi ưu phiền, Thế Kiệt. Khuôn mặt Thế Kiệt từ từ chuyển đỏ, tái một đường môi khô khốc. Anh là đang bị thấm thuốc kích dục của Yến cho vào cà phê. Chiếc váy được Yến buông ra hờ hứng, một bên vai cùng một chiếc xương quai xanh lộ rõ mồn một, bầu ngực to hơn quả bưởi, nửa ẩn nửa hiện sau chiếc áo lót đen tuyền. Cô chính là đang câu dẫn anh. Kiệt nuốt nước bọt cái ực, đôi tay thiếu sự tự chủ ghi chặt chiếc eo của Yến. Anh phả một làn hơi nóng hực vào mang tai của Yến, giọng đặc quánh. Vào tắm đi, gu của tôi luôn thích sạch sẽ. Em nhớ mà đúng không? Yến nũng nịu. Anh tắm với em đi. Tôi vừa tắm, tôi đi chuẩn bị đồ. Chúng ta chơi trò bịt mắt như lúc trước, chịu không? Yến gật đầu bén lén. Được rồi, đợi em đấy nhá, sẽ nhanh thôi. Không gấp, từ từ thôi. Nhớ ngâm cho da mềm một chút. Hôm nay tôi sẽ chủ động. Ngâm mình trong bồn tắm, Yến cười mỉa. Đàn ông nào cũng như nhau, đều không vượt qua được những dục vọng vốn có. Bản chất của họ là như vậy. Tầm cỡ 30 phút, cô quấn chiếc khăn ngang ngực, uyển chuyển bước ra. Vừa đến cửa liền bị Thế Kiệt bịt mắt bằng vải đen lại. Xong đưa cho một ly nước, anh nói: uống chút nước đi, bắt đầu nhé. Kiệt bế Yến lên, một phát quăng mạnh lên giường. Lực khá mạnh nên dù là chiếc nệm có cao cấp đến mấy, lưng Yến cũng bị một phen đau nhức. Cô khẽ kêu lên: á, đau. Anh mạnh tay quá rồi đấy anh yêu. Hôm nay thay đổi một chút, sẽ mạnh tay hơn, em đồng ý không? Tùy ý anh. Cứ như thế họ như hai con thú làm tình đủ kiểu. Những tư thế man dợ được áp dụng triệt để. Yến hợp tác nhiệt tình. Vì Yến, tình dục là một điều không thể thiếu trong cuộc sống. Những ngày sau, Yến được sự cho phép của Kiệt mở lại. Hàng ngày ở nhà phụ giúp với dì Sáu, Kiệt vẫn đến công ty bình thường, tối lại về nhà. Nhưng tuyệt nhiên không quan hệ với Yến là nào nữa, dù cho cô ta có gian xích quyến rũ. Đợt này công ty gặp chút trục trặc, các dự án lớn nhỏ liên tục có người bị phá, thiệt hại không nhỏ. Vì việc này khiến cho anh khá đau đầu. Hôm nay cũng vậy, phía thu mua hoàn đơn tiếp tục. Kiệt cáu gắt vò nát hợp đồng, trợ lý chạy vào.
Giám đốc đã tìm được là Johnson, đối thủ của chúng ta nhiều năm về trước, đã bị chúng ta thu mua lại. Hắn chính là kẻ đứng sau các hợp đồng ảo gần đây. Giới kinh doanh cũng bị hắn đang làm cho hoang mang. Rất nhiều công ty con đã bị đánh sập. Kiệt trong mày nhớ lại. Jason á, hắn thuộc công ty nào? Hắn là người Việt nhưng dùng tên đó, tên thật là Trần Trí. Lúc trước công ty hắn đã bị phá sản, đã bị chúng ta thu mua lại. Bao năm nay hắn mai danh ẩn tích. Theo điều tra ban đầu thì hắn xuất hiện nhiều nhất ở bên Pháp, dùng những tài khoản nào và bản sao kê hợp đồng ảo để lừa đảo. Hiện tại tài sản của hắn đã lên đến hàng triệu đô. Vậy hắn chính là người đứng sau các vụ gần đây. Chính xác. Ngoài ra tôi còn điều tra được các bản tài liệu mật bị lộ ra ngoài là do chúng ta có nội gián xâm nhập. Nhưng là ai thì tôi vẫn chưa khoanh vùng. Kiệt ngả lưng ra chiếc ghế, tay xoay vòng chiếc bút. Tài liệu mật anh là người nắm giữ thì có thể là người thân cận làm. Đôi mắt Kiệt xẹt qua một màu tối mịt, bàn tay nắm chặt chiếc bút, phút chốc lên biến dạng. Buổi tối Kiệt về muộn, men rượu còn đọng vương trên thân thể. Ở anh luôn tỏa ra một sức hút kỳ lạ, vẻ mặt nam tính không một góc chết, người cao ráo. Bảo sao mà biết bao nhiêu cô gái phải đổ gục vì anh. Kiều Yến từ trên lầu đi xuống trong chiếc áo ngủ đỏ rực, những viền ren xuyên thấu nội y. Cô đến dìu Thế Kiệt. Anh say hay sao? Không. Còn không nữa. Anh xem đi, đi còn không vướng. Để em đưa anh lên phòng. Sau khi Yến yên vị cho Kiệt, Yến cẩn thận đợi đến khi nghe tiếng thở đều của Kiệt mới bén gót đến phòng làm việc của anh. Nhanh tay mở máy tính, sao chép toàn bộ hộp thư cần thiết và USB đã chuẩn bị sẵn. Xong việc cô hất hàm, cuối cùng thì cũng hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay là buổi đấu giá cũng như thu mua các công ty con. Thế Kiệt nhàn nhã ngồi trên ghế VIP xem lấy giấy tờ. Cuộc đấu giá này chỉ làm cho có lệ, chứ chắc chắn 10-10 anh sẽ thu hết. Quả như dự tính, với cái giá anh đưa ra thật khó có công ty nào hết cao hơn nữa. Khi gần như nắm chắc, đột nhiên có một người ẩn danh đột ngột trả cao hơn. Kiệt không tỏ gì nao núng, nhếch mép. Tăng giá cơ hơn nữa. Hai người họ càng lúc càng đưa ra giá cao ngất ngờ. Trợ lý nói nhỏ vào tai Kiệt. Giám đốc, giá này không ổn đâu. Tôi chính là muốn nó không ổn. 2.500.000, tức là 2 triệu đô. 2.800.000. 3 triệu. 3 triệu rưỡi. 4 triệu. Lúc nào mọi người đều nín thở. Cả Kiệt cũng vậy. Anh cá cược bán bài này có lẽ hơi lớn, nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Lý lẽ này quả thực không sai. 4 triệu lần thứ nhất, 4 triệu lần thứ hai. Có ai đưa ra mức giá cao hơn 4 triệu không? 5 giây trôi qua. Nếu không ai đưa ra giá cao hơn, tôi xin tuyên bố 4.500.000. Hắn nhìn Kiệt, lớp mặt nạ che khuất, nhưng con người đắc ý kia nhếch lên cao ngạo. Hắn là đang thách thức Kiệt đấy mà. Kiệt cười và đáp lại hắn. 4.500.000 lần thứ nhất, 4.500.000 lần thứ hai. Xin hỏi có vị nào trả giá cao hơn không ạ? Lại rơi vào im lặng. Kiệt liếc mắt sang, ở khoảng cách không quá xa. Anh nhìn thấy giọt mồ hôi nơi thái dương của hắn đã tuôn ra ướt nhỉ. Kiệt giơ tay, hắn thở phù. Tôi xin nhượng lại quyền thu mua cho bên ấy. Nhìn sang chiếc môi đang giật giật của hắn. Chúc mừng anh. Hai tay hắn bám chặt vào thành ghế, đôi chân run rẩy chẳng đứng nổi. Kiệt rung rung tiến về, giật phát cái mặt nạ đen xuống. Khuôn mặt Johnson giờ đã trắng bệch. Kiệt nói, sao? Bất ngờ lắm mà Lân Xuân. Hàm răng Johnson nghiến chặt, cơ miệng cứng ngắc. Hắn tức tối đến từ ngữ dính vào nhau. Mày gài tao? Tao chỉ trả cho mày thôi. Nhớ thanh toán cho nó đầy đủ đấy. Mày đừng quá ngạo mạn, mày biết không? Con vợ mày bị tao chơi suốt mười mấy năm qua. Lúc làm tình, nó luôn bảo chỉ có tao mới làm cho nó sướng. Còn mày, gãi ngứa. Kiệt hai tay đút vào túi quần, gương mặt thản nhiên. Hóa ra mày chính là cái thằng nhặt cái đống rác cái hộ tao. Vẫn chưa kịp cảm ơn mày đấy. Johnson chỉ vào mặt Kiệt. Mày tưởng tao không biết về những việc gần đây mày làm á? Để tao xem mày làm sao giải quyết vào dự án lần này.
Kiệt bỏ đi. Johnson mặt mày tối sầm lại. Hắn gằn từng chữ. Đợi đó đi thằng chó. Thế Kiệt một mình lái xe về nhà hôm nay. Chính là ngày kết thúc mọi việc. Kiều Yến ngồi trên sofa, hí hoáy xem tin tức trên điện thoại. Gương mặt cô ta đen hơn mực, môi bặm đến bật máu. Cảm giác này thật là tức chết cô mà. Cô mau mau chạy lên phòng gom hết đồ đạc vào vali. Cô đang làm gì vậy? Anh làm em giật cả mình. Tôi hỏi cô đang làm gì? Em định đi du lịch với một đứa bạn. Khi nào? Đi ngay, nó đang đợi em. Gấp vậy cơ? Hay là cô đang muốn trốn? Anh nói gì lạ vậy? Sao em phải trốn chứ? Kiệt xông đến bóp cằm Yến hằn đến dấu đỏ. Yến đau đớn khóc lóc. Kiệt, mau bỏ em ra, em đau. Cô ta càng nói Kiệt càng bóp mạnh. Lực bây giờ làm Yến đau như sắp chết. Cô ta cố kéo tay Kiệt ra nhưng vô ích. Kiệt bây giờ chính là muốn giết cô. Nói, cô là người gửi mail cho nhãn thục đúng không? Buông em ra, em chịu hết nổi rồi kia. Hai tròng mắt kẻ đỏ như máu, khuôn mặt này là muốn giết người. Nói, anh thả em ra, em mới nói được chứ. Cô dám ra điều kiện với tôi. Kiệt, em... Xương hàm Yến như vỡ vụn, tưởng chừng nứt từng mảnh da thịt. Nước mắt cô rơi lã chã trên tay Kiệt. Anh buông ra hớt mạnh Yến lên đông quần áo. Mau nói hết, nếu không cô không toàn mạng ra khỏi đây đâu. Thật sự là em không biết anh đang nói gì. Thế Kiệt, anh hiểu lầm em rồi. Hiểu lầm? Anh ta giơ điện thoại lên. Bức ảnh cô bước vào khách sạn cùng với Johnson. Cô mà không nói, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô đấy. Nói nhanh. Yến bỏ dậy nắm lấy cánh tay của Kiệt. Kiệt, em lại bị hắn ép. Em không cố tình đâu. Anh phải tin em, tin em nha. Bà Sáu dưới nhà chạy lên. Cậu Kiệt, con Hoa nó về. Nó đâu? Ở dưới nhà, cậu mau xuống xem. Đúng lúc lắm. Xuống đây. Buông em ra. Con Hoàng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bộ dạng cực kỳ thê thảm. Thế Kiệt, nó khóc thét lên, chạy đến bám vào tay áo. Ông chủ, cứu con với. Sao lại thế này? Nó chỉ Kiều Yến. Là bà ta lừa con ông chủ. Xin ông, xin ông chủ cứu con. Yến đi từ đằng sau đến tát vào mặt con Hoa mấy cái liền bật máu. Yến chửi. Đồ đầu quá. Mày làm chuyện xấu rồi bỏ trốn. Giờ về đây đổ thừa cho tao. Mày hại một mạng người còn chưa đủ hay sao? Mỏ gút đi. Tao sẽ xin anh Kiệt tha cho mày một mạng. Là bà. Chính bà mới là chủ mưu thật sự. Bà là ác quỷ. Đến con mình mà bà cũng không tha. Tôi đúng là ngu khi tin lời bà. Một cái bạt tay nữa được giáng xuống. Cái này tao tát mày vì cái tội lươn lẹo. Ăn không nói có. Thế Kiệt, anh đừng nghe nó nói bậy. Nó vừa ăn gió hạ cho em đấy. Cô không có tật sao lại phải giận mình. Em không có. Im đi. Cô tưởng tôi là thằng ngu, không nhìn ra cái ý đồ xấu xa của cô à? Yến, cô diễn còn kém lắm. Hoa, nói cho tôi biết đầu đuôi mọi chuyện. Là con ngu dại nghe lời bà ta xúi giục nên mới ra tay hãm hại ông chủ và chị Trinh. Ông chủ, xin ông chủ cho con một con đường sống. Bà Sáu lên tiếng. Mày nói rõ ra xem rốt cuộc là mày đã làm những gì. Con chính là người đã quay đoạn clip đó. Quay bằng gì? Điện thoại. Bái là đưa cho con. Tao với mày không quen không biết sao lại dựng chuyện lên mà hại tao. Bà đừng có mà giả vờ nữa. Rõ ràng hôm đó khi tôi đi siêu thị, bà đã nhờ tôi bỏ thuốc vào nước trong chủ uống rồi quay lại cảnh đó cho bà. Bà còn không chịu nhận à? Hòa thật buồn cười. Tôi ở nước ngoài vừa mới về nước không bao lâu, làm sao mà gặp được tao chứ. Mày nói phải có bằng chứng. Đừng bịa chuyện như vậy. Tao không bỏ qua đâu. Bà... Sao? Không có bằng chứng đúng không? Tôi nghe nói mày thích chú Hưng nên nảy sinh tâm xấu. Hồng thỏa lòng ghen ăn tức ở với Trinh. Nhưng con nít nó không có tội. Mày nỡ lòng nào mà ra tay hả?
mà thật lại khiến người khác khinh bỉ. Hoa thật không ngờ chính mình lại rơi vào thế bị động. Rõ ràng cô không có bằng cớ để chứng minh tội trạng của Kiều Yến, đành quay sang nhìn Thế Kiệt với ánh mắt cầu xin. Nói tiếp đi. Anh Kiệt, anh còn phải nghe nó nói gì nữa? Hạng người thế này tốt nhất cứ đuổi mẹ đi. Việc của cô à? Tôi không hỏi thì cấm cô lên tiếng. Thế Kiệt lướt con hoa quần áo như tơi tả, người ngậm chẳng ra hồn, trên người thì thâm tím đủ chỗ hỏi nó. Sao lại phải trốn đi? Hoa rấm rít, nó nhìn Yến mà con mắt hận thù. Con bị bà ấy lừa, bảo con đổi loại thuốc bổ của chị Trinh, nói rằng thuốc đó chỉ làm cho chị mệt mỏi, không ngờ lại dẫn đến sảy thai. Xong bà ấy còn bày con là phải bỏ trốn, nhưng lại đưa con đến ngoại ô thành phố nhốt ở trong căn nhà hoang, hàng ngày bị trói. Đêm về thì bị một đám 5-6 người thi nhau cưỡng hiếp. Tụi nó còn đánh đập con nữa, sống không bằng chết ạ. Tôi... Ai cho cô nói? Cô đã bỏ thuốc gì vào nước của tôi? Thuốc kích dục ạ. Con mua loại nhẹ, canh lúc ông chủ gần về nên nhỏ vào vài giọt, rồi quay lại bằng điện thoại của bà Yến đưa. Con không có gửi mail gì đến gì thuộc cả, tất cả đều là bà ta một tay sắp xếp. Còn chuyện cậu Hải bị ngất cũng là do con. Mày đã làm gì thế Hải? Con chỉ làm theo lời bà ta thôi ông chủ. Con bị dụ dỗ, bà ta đưa cho con một lọ thuốc, hàng ngày trộn với thức ăn của cậu Hải, cho nên cậu mới từ từ suy nhược và hay ngủ như vậy. Giờ con hối hận lắm ông chủ ơi, con xin ông cho con chuộc lỗi của mình. Con quỳ xuống đây mà lại ông, mong ông kẻ quân tử mà bỏ qua cho tiểu nhân ông chủ. Kiệt không nhìn Hoa mà tập trung ánh nhìn về Kiều Yến, nhanh như cắt thẳng tay tát vào gương mặt diễm lệ một cái nảy lửa, khiến cho Yến ngã xuống sàn nhà. Mẹ kiếp, cô còn là con người không à? Đến con mình mà cũng không tha. Yến một tay ôm mặt ngước lên, máu từ khoe môi chảy thẳng xuống. Anh đánh em? Tôi trước giờ chưa đánh đàn bà, nhưng cô là ngoại lệ, bởi vì cô không phải là đàn bà mà là ác quỷ. Không những đánh, tôi còn muốn giết cô ngay lập tức. Kiệt lôi mạnh Yến lên, kéo đi sành sạch về phía nhà kho rồi quăng vào trong đấy. Trong không gian tăm tối ẩm thấp, Yến không biết Kiệt định làm gì mình. Kiệt, anh định làm gì? Giết cô. Hai từ được Kiệt nhả ra như từ thần réo gọi. Tay chân Yến lại bẩy nổi hết cả da gà. Cô ta bỏ đến nắm ống quần Kiệt. Thế Kiệt, tất cả đều là do con Hoa nó nói. Nó bịa đặt ra để chia cách chúng ta thôi. Anh đừng dễ dàng tin nó. Với lại, em có thai rồi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 7 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Ngoại tình với bố chồng, tác giả Diễm My và được thể hiện qua diễn đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được tập tiếp theo một cách sớm nhất thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Rộng để nghe được tập tiếp theo của bộ truyện này vào khung giờ phát sóng này ngày mai. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại những audio kể chuyện của lần sau. Audio được sản xuất bởi Đình Tùng Media. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.